Hello anh em đã quay lại anh em trong video mới nhất của Hưng Nha Trang. Thì trong video lần này mình sẽ dẫn mấy anh em đi về Vạn Giã là quê của mình. Sẵn mình đi về những cái nơi quê hương để tìm kiếm cái sự yên bình đây. Chứ bữa giờ cứ quay trong thành phố rồi xô bồ chán rồi. Bây giờ mình đi về miền quê, mình đi quay ruộng, đi quay lúa rồi cho nó yên bình. Cái xe phía trước mấy anh em thấy không? Nó có cái vòi ở bên hông á, bên phía tay phải á, thì mình không biết là cái vòi đó, nó có cái tác dụng gì, thì nếu mà mấy anh em nào mà có kinh nghiệm về những cái này thì có thể giải thích cho mình biết nha. Thì như mấy anh em cũng đã biết đó, thì rất lâu rồi mình chưa có dịp đi xe, thì chỉ toàn đi quay ở trong thành phố, trong nội đô thôi. Thì hôm nay có dịp đi quay xe thì mình sẽ cố gắng quay rất là nhiều cái cảnh đẹp cho mấy anh em xem. Sau một chuyến đi hành trình dài thì mình cũng đã được tới nơi. Thì đây là khung cảnh của quê nhà Hưng Nha Trang, là một cái nơi mà Hưng Nha Trang đã sinh ra, đó là huyện Vạn Ninh, và nó chính xác hơn là ở thị trấn Vạn Giã. Thì đây là lần đầu tiên mà mình được chiêm ngưỡng cái nơi mình sinh ra từ cái góc nhìn trên cao một cách rất là bao quát nhất. Thì cũng có rất nhiều bạn nhờ mình, gửi gắm mình là mong muốn mình là quay lại cái thị trấn Vạn Giã cũng như là Vạn Ninh, tại vì những người này là đang ở xa, không có điều kiện về thăm quê hương. Thì đây là cũng là dịp để mình ghi lại những cái hình ảnh nó bao quát nhất, nó chân thực nhất về cái quê nhà để gửi tới cho các anh chị em cũng như là các bạn đã có cái sự gửi gắm cho mình khi mà quay phim về huyện Vạn Ninh. Trên màn hình của các anh chị em đang xem đó là hình ảnh cầu vượt đường sắt băng qua thị trấn Vạn Giã, huyện Vạn Ninh. Một cái công trình cũng rất là lớn tại cái địa bàn này. Bên cạnh đó là cái khu chợ của trung tâm thị trấn Vạn Giã, cũng là chợ lớn nhất của huyện Vạn Ninh, nơi gắn liền với tuổi thơ của Hưng Nha Trang, tại vì nhà mình là nằm đối diện chợ luôn. Chúng ta sẽ dịch chuyển về phía nam, nơi có cái điểm hẹn văn hóa, đó là một cái bùng binh ngã năm thị trấn Vạn Giã, nơi có lưu lượng xe qua lại rất là lớn, tại vì nó nằm ngay trên cái đường quốc lộ 1A, một cái con đường huyết mạch nối liền Bắc Nam, với cái lưu lượng xe nhỏ, xe to thì rất là rầm rộ, đi cả ngày cả đêm. Cũng giới thiệu cho anh em sơ sơ về cái huyện Vạn Ninh, là ở Vạn Ninh thì nó cũng rất là nhỏ, nó chỉ có hai cái con đường chính lớn nhất ở huyện Vạn Ninh, đó là con đường Hùng Vương, tức là con đường quốc lộ 1A băng qua địa phận huyện Vạn Ninh, và cái con đường Nguyễn Huệ là con đường mà đi xéo xuống đó, thì nó sẽ đi qua các xã ở phía Bắc, ví dụ như Vạn Khánh, Vạn Long, Vạn Phước, là nó đi ra cái đường Nguyễn Huệ đó. Thì đó là hai cái con đường chính của thị trấn Vạn Giã nói riêng và kể cả thị Vạn Ninh nói chung. Thì Vạn Giã và Vạn Ninh có hai con đường đó là bự nhất thôi à. Trên màn hình của các anh em đang xem đó là hình ảnh của cây cầu Hiển. Cây cầu Hiển là cây cầu có từ rất là lâu đời rồi, từ hồi mình sinh ra là đã có cầu Hiển. Thì cây cầu Hiển là cây cầu rất là quan trọng, nó kết nối các xã của thị trấn của huyện Vạn Ninh và lại với nhau để mà người ta có thể dễ dàng lưu thông, không có còn phải lên trên quốc lộ đi nó nguy hiểm. Và cái cây cầu Hiển này nó rất là lâu đời rồi cho nên là hiện đang có cái dự án để mà trùng tu sửa chữa cũng như là mở rộng cây cầu Hiển để đáp ứng cái nhu cầu đi lại của người dân. Một việc làm mà không thể thiếu khi mỗi lần về Vạn Giã đó là ghé mua ốc để đem về Nha Trang ăn. Vì ốc Vạn Giã thì chung rất là ngon, tươi ngon và giá cũng rất là rẻ. Hay là cũng là một cái địa điểm ưa thích mỗi lần mình với vợ mình về quê. Phần mình thích nhất mà khi về Vạn Giã đó là đi lên xe Vạn Phú hoặc là xe Vạn Lương để mà đi dạo những cái cánh đồng lúa rất là bạt ngàn ở trên cái hai cái xã này. Vào cái thời điểm lúa xanh hoặc là lúa đổ bông vàng thì rất là đẹp. Cũng có đợt mình đã quay cho anh em coi vào những cánh đồng lúa ở ngoài Vạn Giã.